Phẩm 4 Phẩm Thiên Sứ Deva Duta Vagga Một La Mã Kinh ngang bằng với Phạm Thiên Sapramaka Sutta 31 Những gia đình nào này các tỷ kheo Trong ấy Các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà Những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên Những gia đình nào này các tỷ kheo trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà những gia đình ấy được chấp nhận như các đạo sư thời xưa những gia đình nào này các tỷ kheo trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường phạm thiên này các tỷ kheo là đồng nghĩa với mẹ cha các đạo sư thời xưa này các tỷ kheo là đồng nghĩa với mẹ cha, đáng được cúng dường, này các tỷ kheo là đồng nghĩa với mẹ cha. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều. Này các tỷ kheo, là mẹ cha đối với con cái, nuôi chung lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời. Mẹ cha gọi Phạm Thiên, bậc đạo sư thời trước, xứng đáng được cúng dường vì thương đến con cháu. Do vậy bậc hiền triết đảnh lễ và tôn trọng, dâng đồ ăn đồ uống, vải mặc và giường nằm, thoa bóp cả thân mình, tắm rửa cả chân tay. Với sở hành như vậy, đối với mẹ và cha, đời này người hiền khen, đời sau hưởng thiên lạc. Hai La Mã, Kinh Ananda, Ananda Sutta. 32 rồi tôn giả ananda đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên tôn giả ananda bạch thế tôn rất có thể bạch thế tôn một tỷ kheo được định như vậy trong cái thân có thức này không có ngã kiến ngã sở kiến ngã mạn tùy miên đối với tất cả tướng ở ngoài không có ngã kiến ngã sở kiến ngã mạn tùy miên và do chứng đạt an trú tâm giải thoát tuệ giải thoát không có ngã kiến ngã sở kiến ngã mạn tùy miên vị ấy có thể chứng đạt và an trú tâm giải thoát tuệ giải thoát ấy rất có thể này ananda một tỷ kheo được định như vậy vân vân có thể chứng đạt và an trú tâm giải thoát tuệ giải thoát ấy như thế nào bạch thế tôn rất có thể một tỷ kheo được định như vậy, vân vân, có thể chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Ở đây, này Ananda, vị tỷ kheo suy nghĩ như sau. Đây là an tịnh, đây là thủ diệu, tức là chỉ tức tất cả hành. Từ bỏ tất cả sanh y, đoạn tận tham, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Như vậy, này Ananda, rất có thể tỉ kheo được định như vậy, vân vân, có thể chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Lại nữa, Này Ananda, liên hệ đến vấn đề này, ta đã nói như sau trong kinh tên là Những câu hỏi của Punaka trong chương Parajana. Do phân tích ở đời, những vật cao và thấp, với vị không dao động bởi vật gì ở đời an tĩnh, không tối mù, không phiền muộn, không cầu. Ta nói người như vậy đã vượt khỏi sanh già. Ba La Mã, Kinh Sariputta, Sariputta Sutta 33. Rồi tôn dạ Sariputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn dạ Sariputta đang ngồi một bên. Này Sariputta, ta có thể thuyết pháp một cách tóm lược. Này Sariputta, ta có thể thuyết pháp một cách rộng rãi. Này Sariputta, ta có thể thuyết pháp một cách tóm lược và rộng rãi. Và những người hiểu được thật là khó tìm. Này đã đến thời, Bạch Thế Tôn, này đã đến thời, Bạch Thế Tôn, để Thế Tôn thuyết pháp một cách tóm lược, thuyết pháp một cách rộng rãi tuất pháp một cách tóm lược và rộng rãi, sẽ có những người có thể hiểu rõ chánh pháp. Vậy này Sariputta, hãy học tập như sau. Trong cái thân có thức này sẽ không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên. Đối với tất cả tướng ở ngoài sẽ không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên. Và do chứng đạt an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên. Chúng tôi sẽ chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Như vậy, này Sariputta, các ông cần phải học tập. Khi nào tỷ kheo đối với thân có thức này, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên. Đối với tất cả các tướng ở ngoài, không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên. Và do chứng đạt An chú tâm giải thoát, tuệ giải thoát Không có ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên Vị ấy chứng đạt và an chú tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy Người như vậy, này Sariputta Được gọi là tỷ kheo đã chặt đứt khát ái Đã cởi mở kiết sử Với chân tránh hiện quán kiêu mạn Đã đoạn tận khổ đau Lại nữa, này Sariputta Liên hệ đến vấn đề này ta đã nói như sau trong kinh tên là Những câu hỏi của Udaja trong chương Parajana Đoạn tận cả hai pháp, dục tham và sân hận Và từ bỏ hôn trầm, chặn đứng mọi trạo hối Với xả niệm thanh tịnh, tư duy trước các pháp Ta nói trí giải thoát, vô minh được phá tận Bốn la mã Kinh các nguyên nhân Nidana Sutta 34 Có ba nguyên nhân Này các tỷ kheo Khởi lên các nghiệp Thế nào là ba? Tham là nguyên nhân khởi lên các nghiệp Sân là nguyên nhân khởi lên các nghiệp Si là nguyên nhân khởi lên các nghiệp Phàm nghiệp nào được làm vì tham? Này các tỷ kheo Sanh ra từ tham Duyên khởi từ tham Tập khởi từ tham tại chỗ nào tự ngã được hiện hữu tại chỗ ấy nghiệp ấy được thuần thục chỗ nào nghiệp ấy được thuần thục chỗ ấy quả dị thục của nghiệp ấy được cảm thọ ngay trong hiện tại hay trong đời sống kế tiếp hay trong một đời sau nữa Zazé phàm nghiệp nào được làm vì sân này các tỷ kheo sanh ra từ sân duyên khởi từ sân tập khởi từ sân tại chỗ nào tự ngã được hiện hữu, tại chỗ ấy, nghiệp ấy được thuần thục, chỗ nào nghiệp ấy được thuần thục, chỗ ấy quả dị thục của nghiệp ấy được cảm thọ ngay trong hiện tại, hay trong đời sống kế tiếp, hay trong một đời sau nữa. Phàm nghiệp nào được làm vì si, này các tỷ kheo, sanh ra từ si, duyên khởi từ si, tập khởi từ si, tại chỗ nào tự ngã được hiện hữu tại chỗ ấy nghiệp ấy được thuần thục chỗ nào nghiệp ấy được thuần thục chỗ ấy quả dị thục của nghiệp ấy được cảm thọ ngay trong hiện tại hay trong đời sống kế tiếp hay trong một đời sau nữa ví như này các tỷ kheo các hạt giống không bị bể vụn không bị hư thối không bị gió và nắng làm hư còn tươi tốt được khéo gieo vào một đồng ruộng tốt được trồng vào đất khéo sửa soạn và được trời mưa xuống đều đặn. Các hạt giống ấy, này các tỷ kheo, được lớn lên, tăng trưởng, lớn mạnh. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm nghiệp nào được làm vì tham, vân vân, hay trong một đời sau nữa, phàm nghiệp nào được làm vì sân, vân vân, hay trong một đời sau nữa, phàm nghiệp nào được làm vì si, vân vân, hay trong một đời sau nữa có ba nguyên nhân này này các tỷ kheo khởi lên các nghiệp có ba nguyên nhân này này các tỷ kheo khởi lên các nghiệp thế nào là ba không tham là nguyên nhân khởi lên các nghiệp không sân là nguyên nhân khởi lên các nghiệp không si là nguyên nhân khởi lên các nghiệp phàm nghiệp nào được làm từ không tham này các tỷ kheo sanh ra từ không tham duyên khởi từ không tham tập khởi từ không tham vì rằng tham được từ bỏ như vậy nghiệp ấy được đoạn tận được cắt đứt từ gốc rễ được làm như thân cây xa la được làm cho không thể hiện hữu được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai phàm nghiệp nào được làm từ không sân này các tỷ kheo sanh ra từ không sân duyên khởi từ không sân tập khởi từ không sân vì rằng sân được từ bỏ như vậy nghiệp ấy được đoạn tận được cắt đứt từ gốc rễ được làm như thân cây xa la được làm cho không thể hiện hữu được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai phàm nghiệp nào được làm từ không si này các tỷ kheo sanh ra từ không si duyên khởi từ không si tập khởi từ không si vì rằng si được từ bỏ như vậy nghiệp ấy được đoạn tận được cắt đứt từ gốc rễ, được làm như thân cây xa la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Ví như, này các tỷ kheo, các hạt giống không bị bể vụn, không bị hư thối, không bị gió và nắng làm hư, còn được tươi tốt, được khéo gieo và một người lấy lửa đốt chúng. Sau khi lấy lửa đốt, làm cho chúng thành cho sau khi làm thành cho, quạt chúng trong gió lớn hay cho vào dòng nước sông chảy mạnh cuốn đi. Như vậy, này các tỷ kheo, các hạt giống ấy được đoạn tận, được cắt đứt từ gốc rễ, được làm cho như thân cây xa la, được làm cho không thể hiện hữu, được làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Cũng vậy, này các tỷ kheo, phàm nghiệp nào được làm từ không tham, vân vân, không thể sanh khởi trong tương lai phàm nghiệp nào được làm từ không sân, vân vân, không thể sanh khởi trong tương lai. Phàm nghiệp nào được làm từ không si, vân vân, không thể sanh khởi trong tương lai. Có ba nguyên nhân này, này các tỷ kheo, khởi lên các nghiệp. Phàm có hạnh nghiệp nào, sanh từ tham sân si, do kẻ vô trí làm, giàu có ít hay nhiều, tại đây được cảm thọ không phải tại chỗ khác. Do vậy, vị tỳ kheo, từ bỏ tham sân si, làm khởi lên minh trí, từ bỏ mọi ác thú. Năm La Mã Kinh Hathaka Hathaka Sutta 35 Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn ở Alavi Tại Gomaga Trong rừng Simsapa trên chỗ có trải lá, rồi Hathaka người Alavi đang bộ hành du ngoạn thấy Thế Tôn đang ngồi trên chỗ có trải lá trong rừng Sim Sapa ở Gomaga. thấy vậy liền đi đến Thế Tôn. sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên Hathaka người Alavi bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn. Thế Tôn sống có an lạc không? Phải, này hoàng tử, ta sống được an lạc. Và những ai cảm thấy an lạc ở đời, ta là một trong số những người ấy. Bạch Thế Tôn, lạnh là đêm mùa đông, thời gian giữa những ngày thứ tám là thời gian tuyết rơi, cứng rắn là đất do châu bò dẫm đạp, mỏng manh là nệm làm bằng lá, lừa thưa là những lá của cây lạnh là tấm vải cả xa và lạnh là làn gió thổi rồi thế tôn nói như sau dẫu vậy này hoàng tử ta sống được an lạc và những ai cảm thấy an lạc ở đời ta là một trong số những người ấy vậy nay này hoàng tử ở đây ta sẽ hỏi hoàng tử nếu có thể kham nhẫn hoàng tử hãy trả lời hoàng tử nghĩ thế nào này hoàng tử ở đây, người gia chủ hay con người gia chủ có nhà nóc nhọn, với các tường chết trong chết ngoài, che chở khỏi gió, chốt cửa được khóa chặt, các cửa sổ được đóng kín. Trong ấy có một chỗ nằm có trải tấm thảm len với lông dài, với tấm vải giường bằng len trắng, chăn len thêu bông, nệm bằng da quý của con sơn dương, ca Tấm thảm có lọng tre phía trên, và gối nệm đỏ cả hai đầu có đèn thắp đỏ và bốn bà vợ đẹp hầu hạ này hoàng tử hoàng tử nghĩ thế nào người ấy nằm ngủ có an lạc không hay hoàng tử nghĩ thế nào bạch thế tôn người ấy nằm ngủ an lạc nếu có những người cảm thấy an lạc ở đời người ấy là một trong những người ấy hoàng tử nghĩ thế nào này hoàng tử với người gia chủ hay con của người gia chủ ấy khởi lên những nhiệt não về thân hay về tâm do tham ái xanh bị nung đốt bởi những nhiệt não do tham ái xanh người ấy có cảm thấy đau khổ không thưa có bạch thế tôn người gia chủ hay con của người gia chủ ấy này hoàng tử bị nung đốt bởi những nhiệt não do tham ái xanh cảm thấy đau khổ tham ái ấy như lai đã đoạn tận cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây xa la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Do vậy, ta cảm thấy an lạc. Hoàng tử nghĩ thế nào? Này hoàng tử, với người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, khởi lên những nhiệt não về thân hay tâm do sân xanh, vân vân, do si xanh. Bị nung đốt bởi những nhiệt não do si xanh người ấy có cảm thấy đau khổ không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Người gia chủ hay con của người gia chủ ấy, này hoàng tử, bị nung đốt bởi những nhiệt não do si xanh, cảm thấy đau khổ. Si ấy, như lai đã đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân cây xa la, làm cho không thể hiện hữu, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Do vậy, ta cảm thấy an lạc luôn luôn được an lạc, vị phạm trí tịch tịnh, không bị dục uế nhiễm, trong mát không sanh y, mọi tham trước dứt đoạn, nhiếp phục tâm sầu khổ, an tịnh cảm thọ lạc, với tâm đạt an tịnh. Sáu La Mã, Kinh Thiên Sứ, Deva Duta Sutta 36. Có ba thiên sứ, này các tỷ kheo, thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, có người thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Sau khi thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, thân hoại mệnh chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Rồi này các tỷ kheo, những người lính địa ngục, với hai cánh tay, bắt người ấy dẫn đến vua Gia Ma, Diêm Vương và Thưa thưa đại vương người này không kính mẹ không kính cha không kính sa môn không kính bà la môn không tôn kính các bậc lớn tuổi trong gia đình đại vương hãy trừng phạt nó rồi vua gia ma chất vấn người ấy cật vấn nạn vấn người ấy về thiên sứ thứ nhất này người kia ngươi có thấy vị thiên sứ thứ nhất hiện ra giữa loài người không người ấy trả lời con không thấy thưa ngài rồi này các tỷ kheo Vua Gia Ma nói với người ấy Này người kia Ngươi có bao giờ thấy giữa loài người Một người đàn bà hay đàn ông 80 tuổi Hay 90 tuổi Hay 100 tuổi Già yếu, lưng còm Cong như nóc nhà Chống gậy, vừa đi vừa run rẩy, Bệnh hoạn, tuổi trẻ đã tận Răng rụng, tóc bạc hư rụng Sói đầu, da nhăn Đầu rung, tay chân ra mồi, khô đét. Người ấy nói như sau, thưa ngài, con có thấy. Rồi này các tỷ kheo, vua Gia Ma nói với người ấy như sau, này người kia, với ngươi là người có trí và lớn tuổi, người có nghĩ rằng, ta rồi cũng bị già, ta không vượt qua tuổi già, vậy ta hãy làm điều lành, về thân, về lời nói, về ý. Người ấy nói như sau, không, thưa ngài, con không có làm. Thưa ngài, con phóng giật. Rồi này các tỷ kheo, vua Gia Ma nói với người ấy. Này người kia, chính vì do phóng giật, người đã không làm các điều lành về thân, về lời nói, về ý. Thật vậy, này người kia, chúng sẽ làm cho ngươi, đúng theo sự phóng giật của ngươi. Ác nghiệp ấy của ngươi không phải mẹ làm, không phải cha làm, không phải anh làm, không phải chị làm, không phải bạn bè thân hữu làm, không phải bà con huyết thống làm, không phải chư thiên làm, không phải sa môn, bà la môn làm. Ác nghiệp ấy chính do ngươi làm, và ngươi sẽ thọ lãnh quả dị thục của ác nghiệp ấy. Rồi này các tỷ kheo, vua Gia Ma sau khi chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị thiên sứ thứ nhất. Liền chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị thiên sứ thứ hai. Này người kia, ngươi có thấy vị thiên sứ thứ hai hiện ra giữa loài người không? Người ấy trả lời, con không thấy, thưa ngài. Rồi này các tỷ kheo, vua Gia Ma nói với người ấy, Này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài người, một người đàn bà hay một người đàn ông, bệnh hoạn, khổ não, nguy kịch, nằm ngủ lầy trong tiểu tiện, đại tiện của mình. Cần người khác nâng dậy, cần người khác dìu nằm xuống. Người ấy nói như sau, thưa ngài, con có thấy. Rồi này các tỷ kheo, vua Gia Ma nói với người ấy như sau. Này người kia, với ngươi là người có trí và lớn tuổi, ngươi có nghĩ rằng ta rồi cũng bị bệnh, ta không vượt qua bệnh hoạn. Vậy ta hãy làm điều lành về thân về lời nói, về ý. Người ấy nói như sau. Không, thưa ngài, con không có làm. Thưa ngài, con phóng giật. Rồi này các tỷ kheo, vua Gia Ma nói với người ấy. Này người kia, chính vì do phóng giật, người đã không làm các điều lành về thân, về lời nói, về ý. Thật vậy, này người kia, chúng sẽ làm cho ngươi đúng theo sự phóng giật của ngươi ác nghiệp ấy của ngươi không phải mẹ làm không phải cha làm không phải anh làm không phải chị làm không phải bạn bè thân hữu làm không phải bà con huyết thống làm không phải chư thiên làm không phải sa môn bà la môn làm ác nghiệp ấy chính do ngươi làm và ngươi sẽ thọ lãnh quả dị thục của các nghiệp ấy rồi này các tỷ kheo Vua Rama sau khi chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị thiên sứ thứ hai, liền chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị thiên sứ thứ ba. Này người kia, ngươi có thấy vị thiên sứ thứ ba hiện ra giữa loài người không? Người ấy trả lời, con không thấy, thưa ngài. Rồi này các tỷ kheo, vua Rama nói với người ấy, này người kia, ngươi có bao giờ thấy giữa loài người một người đàn bà hay một người đàn ông, chết được một ngày hay chết được hai ngày, hay chết được ba ngày, sưng phủ lên, xanh xám lại và nát giữa da. Người ấy nói như sau, Thưa ngài, con có thấy? Rồi này các tỷ kheo, vua Gia Ma nói với người ấy như sau, Này người kia, với ngươi là người có trí và lớn tuổi, ngươi có nghĩ rằng, ta rồi cũng bị chết ta không thể vượt qua sự chết. Vậy ta hãy làm điều lành về thân, về lời nói, về ý. Người ấy nói như sau. Không, thưa ngài, con không có làm. Thưa ngài, con phóng giật. Rồi này các tỷ kheo, vua Già Ma nói với người ấy. Này người kia, chính vì do phóng giật, người đã không làm các điều lành về thân, về lời nói, về ý. Thật vậy, này người kia chúng sẽ làm cho ngươi đúng theo sự phóng giật của ngươi ác nghiệp ấy của ngươi không phải mẹ làm không phải cha làm không phải anh làm không phải chị làm không phải bạn bè thân hữu làm không phải bà con huyết thống làm không phải chư thiên làm không phải sa môn bà la môn làm ác nghiệp ấy chính do ngươi làm và ngươi sẽ thọ lãnh quả dị thục của các nghiệp ấy rồi này các tỷ kheo Vua Gia Ma sau khi chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị thiên sứ thứ ba Rồi giữ im lặng Rồi này các tỷ kheo Những người lính địa ngục bắt người ấy chịu hình phạt gọi là năm cọc Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn tay Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn tay thứ hai Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn chân Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân thứ hai. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào giữa ngực. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Này các tỷ kheo! Rồi các người lính địa ngục bắt người ấy nằm xuống. Và lấy cái dìu chặt người ấy. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Này các tỷ kheo, rồi các người lính địa ngục dựng ngược người ấy, chân trên đầu dưới và lấy dao sắc chặt người ấy. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Này các tỷ kheo, các người lính địa ngục cột người ấy vào một chiếc xe, kéo người ấy chạy tới, kéo người ấy chạy lui trên đất được đốt cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ, khốc liệt. nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. rồi này các tỷ kheo, các người lính địa ngục đẩy người ấy lên kéo người ấy xuống trên một sườn núi đầy than hừng cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ, khốc liệt. nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. rồi này các tỷ kheo, các người lính địa ngục nắm ngược người ấy, chân phía trên, đầu phía dưới, và quăng người ấy vào một vạc dầu bằng đồng nung đỏ cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây bị nấu với bọt nước sôi sùng sục, khi thì trôi nổi lên, khi thì chìm xuống đáy, khi thì trôi dạt ngang. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, những người lính địa ngục quăng người ấy vào đại địa ngục. Này các tỷ kheo, đại địa ngục ấy. Có bốn góc, bốn cửa, chia thành phần bằng nhau. Xung quanh có tường sắt, mái sắt lợp lên trên, nền địa ngục bằng sắt, nung đỏ cháy đỏ rực, hơi nóng luôn phát ra, rộng một trăm do tuần. Một thời xưa lắm, này các tỷ kheo, Vua Ma suy nghĩ như sau: Những ai làm ác nghiệp ở đời phải thọ lãnh những hình phạt sai khác như vậy. Mong rằng ta được làm người và như lai bậc A-la-hán tránh đẳng giác xuất hiện ở đời, ta có thể hầu hạ Thế Tôn. Thế Tôn thuyết pháp cho ta và ta có thể thông hiểu pháp do Thế Tôn thuyết giảng. Này các tỷ-kheo, điều ta đang nói không phải ta nghe từ một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác những điều ta đang nói chỉ được ta biết mà thôi chỉ được ta thấy mà thôi chỉ được ta hiểu mà thôi dầu thiên sứ báo động thanh niên vẫn phóng giật họ yêu buồn lâu dài sanh làm người hạ liệt ở đây bậc chân nhân được thiên sứ báo động không bao giờ phóng giật trong diệu pháp bậc thánh thấy sợ trong chấp thủ trong hiện hữu sanh tử được giải thoát không thủ, sanh tử được đoạn trừ, được yên ổn an lạc, ngày hiện tại tịch tịnh, mọi oán hận sợ hãi, các vị ấy vượt qua, mọi đau đớn khổ sầu, thảy đều được siêu thoát. Bảy La Mã, Kinh Bốn Bậc Đại Vương, Chatuma Haraja Sutta 37. Này các tỷ kheo, trong ngày thứ tám của nửa tháng, các vị đại thần cố vấn cho bốn thiên vương đi du hành trong thế giới này. Để xem trong loài người phải chăng có nhiều người có hiếu với mẹ, có hiếu với cha, có kính các sa môn, bà la môn, có tôn trọng các vị gia trưởng, có làm lễ bố tát upo sa tha, có đề cao cảnh giác, có làm các công đức. Này các tỷ kheo, trong ngày 14 của nửa tháng, các hoàng tử của bốn thiên vương đi du hành trong thế giới này để xem trong loài người phải chăng có nhiều người có hiếu với mẹ có hiếu với cha có kính các sa môn bà la môn có tôn trọng các vị gia trưởng có làm lễ uposatha có đề cao cảnh giác có làm các công đức này các tỷ kheo trong ngày rằm lễ uposatha bốn thiên vương tự mình đi du hành trong thế giới này để xem trong loài người phải chăng có nhiều người có hiếu với mẹ có hiếu với cha có kính các sa môn bà la môn có tôn trọng các vị gia trưởng có làm lễ upo sa tha có đề cao cảnh giác có làm các công đức nếu chỉ có ít người giữa loài người này các tỷ kheo có hiếu với mẹ có hiếu với cha có kính các sa môn bà la môn có tôn trọng các vị gia trưởng có làm lễ uposatha, có đề cao cảnh giác, có làm các công đức. Thời này, các tỷ kheo bốn thiên vương liền bảo với chư thiên ở cõi trời 33 đang ngồi tụ họp tại hội trường, Sút thưa chư vị, có ít người giữa loài người có hiếu với mẹ, có hiếu với cha, có kính các sa môn, bà la môn, có tôn trọng các vị gia trưởng, có làm lễ uposatha, có đề cao cảnh giác có làm các công đức. Rồi này các tỷ kheo, chư thiên ở cõi trời 33 không hoan hỷ và nói, thật vậy, thiên chúng sẽ bị tổn giảm và Asura, Atula, chúng sẽ được sung mãn. Nhưng này các tỷ kheo, nếu có nhiều người giữa loài người có hiếu với mẹ, có hiếu với cha, có kính các sa môn, bà la môn, có tôn trọng các vị gia trưởng, có làm lễ uposatha, có đề cao cảnh giác, có làm các công đức. Thời này các tỷ kheo Bốn Thiên Vương liền báo với chư thiên ở cõi trời 33 đang ngồi tụ họp tại hội trường Sudama. Thưa chư vị, có nhiều người giữa loài người có hiếu với mẹ, có hiếu với cha, có kính các sa môn, bà la môn, có tôn trọng các vị gia trưởng, có làm lễ uposatha có đề cao cảnh giác, có làm các công đức. Rồi này các tỷ kheo, chư thiên ở cõi trời 33 hoan hỷ nói. Thật vậy, thiên chúng sẽ được sung mãn, còn Asura chúng sẽ bị tổn giảm. Thủa xưa, này các tỷ kheo, thiên chủ Sakha đang thuyết giảng cho chư thiên ở cõi trời 33. Trong khi ấy, nói lên bài kệ như sau ngày mười bốn ngày rằm ngày tám trong nửa tháng kể cả phần đặc biệt khéo đầy đủ cả tám theo làm lễ bố tát vị ấy giống như ta bài kệ ấy này các tỷ kheo đã bị thiên chủ sa ca hát sai hát không đúng nói sai không nói đúng vì cớ sao thiên chủ sa ca này các tỷ kheo chưa ly tham chưa ly sân, chưa ly si. Còn vị tỷ kheo, này các tỷ kheo, là bậc A-la-hán, lậu hoặc đã đoạn tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn tận, tránh trí giải thoát. Với vị tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, lời nói này mới là thích đáng ngày 14, ngày rằm, ngày 8 trong nửa tháng, kể cả phần đặc biệt, khéo đầy đủ cả tám, theo làm lễ bố tát, vị ấy giống như ta. Vì cớ sao, vị tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, đã ly tham, đã ly sân, đã ly si. Tám La Mã, Kinh Bốn Bậc Đại Vương Thứ Hai Dutija Chatuma Haraja 38. Thủa xưa, này các tỷ kheo, thiên chủ Saka đang thuyết giảng cho chư thiên ở cõi trời 33. Trong khi ấy, nói lên bài kệ như sau. Ngày 14, ngày rằm, vân vân, vị ấy giống như ta. Bài kệ ấy, này các tỷ kheo, đã bị thiên chủ sa hát sai, không hát đúng, vân vân. Vì cớ sao? Ta nói rằng thiên chủ sa ca này các tỷ kheo chưa giải thoát khỏi sanh già chết sầu bi khổ ưu não. Còn vị tỷ kheo này các tỷ kheo là bậc a la hán, vân vân, tránh trí giải thoát. Với vị tỷ kheo ấy này các tỷ kheo Lời nói này mới là thích đáng. Ngày 14, ngày rằm, vân vân. Vị ấy giống như ta. Vì cớ sao? Ta nói rằng, vị tỷ kheo ấy, này các tỷ kheo, đã thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, giải thoát khỏi khổ đau. Chín La Mã, Kinh nuôi dưỡng tế nhị Sukhumala Sutta 39. Này các tỷ kheo, ta được nuôi dưỡng tế nhị, tối thắng nuôi dưỡng tế nhị, cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị. Này các tỷ kheo, trong nhà phụ vương ta, các hồ nước được xây lên, trong một hồ có hoa sen xanh, trong một hồ có hoa sen đỏ, trong một hồ có hoa sen trắng, tất cả phục vụ cho ta. Không một hương chiên đàn nào ta dùng này các tỷ kheo là không từ ca si đến bằng vải ca si là khăn của ta này các tỷ kheo bằng vải ca si là áo cánh bằng vải ca si là nội y bằng vải ca si là thượng y đêm và ngày một lọng trắng được che cho ta để tránh xúc chạm lạnh nóng bụi cỏ hay xương này các tỷ kheo ba lâu đài được xây dựng cho ta Một cái cho mùa đông Một cái cho mùa hạ Một cái cho mùa mưa Và ta Này các tỷ kheo Tại lâu đài mùa mưa Trong bốn tháng mưa Được những nữ nhạc công đoanh vây Ta không xuống dưới lầu Trong các nhà của người khác Các người đầy tớ Làm công được cho ăn cơm tấm Và cháo chua Trong nhà phụ vương ta các người đầy tớ làm công, được cho ăn gạo, thịt và cơm nấu. Với ta, này các tỷ kheo, được đầy đủ với sự giàu sang như vậy, được cứu cánh nuôi dưỡng tế nhị như vậy, ta suy nghĩ rằng, kẻ vô văn phàm phu tự mình bị già, không vượt qua khỏi già, khi thấy người khác bị già, lại bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm, quên rằng mình cũng như vậy. Ta cũng bị già, không vượt qua khỏi già, sau khi thấy người khác già, ta có thể bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy, thật không xứng đáng cho ta, sau khi quan sát về ta như vậy. Này các tỷ kheo, sự kiêu mạn của tuổi trẻ, trong tuổi trẻ được đoạn trừ hoàn toàn. Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị bệnh, không vượt khỏi bệnh, thấy người khác bị bệnh lại bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm Quên rằng mình cũng như vậy, ta cũng bị bệnh, không vượt qua khỏi bệnh. Sau khi thấy người khác bị bệnh, ta có thể bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy, thật không xứng đáng cho ta. Sau khi quan sát về ta như vậy, này các tỷ kheo, sự kiêu mạn của không bệnh trong không bệnh được đoạn trừ hoàn toàn. Kẻ vô văn phàm phu tự mình bị chết, không vượt khỏi chết. Thấy người khác bị chết, lại bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm, quên rằng mình cũng như vậy, ta cũng bị chết, không vượt qua khỏi chết, sau khi thấy người khác chết, ta có thể bực phiền, hổ thẹn, ghê tởm sao? Như vậy, thật không xứng đáng cho ta, sau khi quan sát về ta như vậy. Này các tỷ kheo, sự kiêu mạn của sự sống trong sự sống được đoạn trừ hoàn toàn có ba kiêu mạn này này các tỷ kheo thế nào là ba kiêu mạn của tuổi trẻ kiêu mạn của không bệnh kiêu mạn của sự sống say xưa trong kiêu mạn của tuổi trẻ này các tỷ kheo kẻ vô văn phàm phu làm các ác hành về thân làm các ác hành về lời nói làm các ác hành về ý do làm các ác hành về thân làm các ác hành về lời nói làm các ác hành về ý. Sau khi thân hoại mệnh chung, kẻ ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Say xưa trong kiêu mạn của không bệnh, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý. Do làm các ác hành về thân, làm các ác hành về lời nói, làm các ác hành về ý, sau khi thân hoại mệnh trung Kẻ ấy bị sanh vào cõi dữ Ác thú, đọa xứ, địa ngục Say xưa trong kiêu mạn của sự sống Này các tỷ kheo Kẻ vô văn phàm phu làm các ác hành về thân Làm các ác hành về lời nói Làm các ác hành về ý Do làm các ác hành về thân Làm các ác hành về lời nói Làm các ác hành về ý Sau khi thân hoại mệnh trung kẻ ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Say sưa trong kiêu mạn của tuổi trẻ, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Say sưa trong kiêu mạn của không bệnh, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Say sưa trong kiêu mạn của đời sống, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo từ bỏ học pháp, trở lui lại đời sống thế tục. Bị bệnh và bị già, lại còn phải bị chết. Kẻ phàm phu ghê tởm, người khác bị như vậy. Nếu ta cũng ghê tởm, chúng sanh bị như trên, không xứng đáng cho ta. Với ta được sống vậy, nên ta sống như thật. Biết pháp không sanh y, sự say xưa không bệnh, tuổi trẻ và sự sống tất cả ta nhiếp phục thấy xuất ly an ổn nơi ta khởi tinh tấn vì ta thấy niết bàn ta không còn có thể thọ hưởng các dục vọng ta sẽ không trở lui đích phạm hạnh ta đến mười la mã kinh tăng thượng adipateja sutta bốn mươi này các tỷ kheo có ba tăng thượng này thế nào là ba tự ngã tăng thượng thế giới tăng thượng pháp tăng thượng và này các tỷ kheo thế nào là tự ngã tăng thượng ở đây này các tỷ kheo vị tỷ kheo đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống rồi thẩm sát như sau không phải vì y áo mà ta xuất ra từ bỏ gia đình sống không gia đình không phải vì món ăn khất thực không phải vì sàng tọa không phải vì nhân có mặt hay không có mặt ở đây mà ta xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình nhưng với ý nghĩ như sau nay ta bị rơi vào xanh già chết sầu bi khổ ưu não rơi vào khổ bị khổ chi phối có thể do làm như vậy sự đoạn tận tất cả khổ uẩn này được hiện khởi lên cho ta và ta đã xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình sau khi đã đoạn tận tất cả các dục vọng như vậy lại còn đeo đuổi các dục vọng như kia hay còn ác tệ hơn như vậy thật không xứng đáng cho ta vị ấy lại quán sát như sau thắng tấn là tinh tấn của ta không có thụ động an chú là niệm của ta không có thất niệm khinh an là thân của ta không có giao động định tĩnh là tâm của ta được nhất tâm vì ấy làm cho tăng thượng tự ngã từ bỏ bất thiện tu tập thiện từ bỏ có tội tu tập không tội gìn giữ cho tự ngã được thanh tịnh này các tỷ kheo đây gọi là tự ngã tăng thượng như thế nào này các tỷ kheo là thế giới tăng thượng. Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đi đến khu rừng, hay đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, rồi thẩm sát như sau. Không phải vì y áo mà ta xuất ra, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Không phải vì món ăn khất thực, không phải vì sàng tọa, không phải vì nhân có mặt hay không có mặt ở đây mà ta xuất ra từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng với ý nghĩ như sau. Nay ta bị rơi vào xanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Rơi vào khổ, bị khổ chi phối. Có thể do làm như vậy, sự đoạn tận tất cả khổ uẩn này được hiện khởi lên cho ta. Và ta đã xuất ra như vậy. Lại có thể suy nghĩ về dục tầm, hay có thể suy nghĩ về sân tầm hay có thể suy nghĩ về hại tầm to lớn là đại chúng này sống ở trong đời trong đại chúng sống ở đời có các vị sa môn bà la môn có thần thông có thiên nhãn thông có tha tâm thông các vị này có thể nhìn thấy từ xa và dù họ ở gần nhưng không thể nhìn thấy họ được và họ có thể biết tâm ta với tâm của họ các vị ấy có thể biết về ta như sau: Hãy xem Thiện Nam tử này, tuy vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhưng sống xen lẫn với các pháp ác, bất thiện. Lại có các chư thiên có thần thông, có thiên nhãn thông, có tha tâm thông, các vị này có thể nhìn thấy từ xa và dù họ ở gần nhưng không thể nhìn thấy họ được, và họ có thể biết tâm ta với tâm của họ các vị ấy có thể biết về ta như sau hãy xem thiện nam tử này tuy vì lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình nhưng sống xen lẫn với các pháp ác bất thiện vị ấy lại quán sát như sau thắng tấn là tinh tấn của ta không có thụ động an chú là niệm của ta không có thất niệm khinh an là thân của ta không có dao động định tĩnh là tâm của ta, được nhất tâm. Vì ấy làm cho tăng thượng thế giới, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không có tội, giữ gìn cho tự ngã được thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là thế giới tăng thượng. Và này các tỷ kheo, thế nào là pháp tăng thượng? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo đi đến khu rừng hay đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống rồi thẩm sát như sau không phải vì y áo mà ta xuất ra từ bỏ gia đình sống không gia đình không phải vì món ăn khất thực không phải vì sàng tọa không phải vì nhân có mặt hay không có mặt ở đây mà ta xuất ra từ bỏ gia đình sống không gia đình nhưng với ý nghĩ như sau nay ta bị rơi vào xanh già chết sầu bi khổ ưu não rơi vào khổ bị khổ chi phối có thể do làm như vậy sự đoạn tận tất cả khổ uẩn này được hiện khởi lên cho ta pháp được thế tôn khéo thuyết thiết thực hiện tại có kết quả tức thời đến để mà thấy có khả năng hướng thượng được người trí có thể tự mình giác hiểu nay ta có những người đồng phạm hạnh họ biết và thấy vì ta đã được xuất ra trong pháp và luật khéo giảng như vậy không lẽ ta lại có thể sống biếng nhác phóng giật như vậy thật không xứng đáng cho ta vị ấy lại quán sát như sau thắng tấn là tinh tấn của ta không có thụ động an chú là niệm của ta không có thất niệm khinh an là thân của ta không có dao động định tĩnh là tâm của ta được nhất tâm vì ấy làm cho tăng tượng pháp từ bỏ bất thiện tu tập thiện từ bỏ có tội tu tập không tội giữ gìn cho tự ngã được thanh tịnh này các tỷ kheo đây gọi là pháp tăng thượng này các tỷ kheo có ba pháp tăng thượng này trên đời không giấu được ác nghiệp tự mình làm ngã của ngươi ta biết là thật hay là giả người thật khinh thiện ngã Mặt giáp mặt chứng kiến muốn che giấu tự ngã, điều ác tự ngã làm, chư thiên và Như Lai thấy rõ ở trong đời sở hành của kẻ ngu, làm các hạng tà vậy. Vậy vị ngã tăng thượng, sở hành phải tránh niệm, vị thế giới tăng thượng, hãy khôn khéo thiền tịnh, với vị pháp tăng thượng, hãy sống theo tùy pháp. Đạo sĩ không thối thất, tinh cần theo chân lý, nhiếp phục được ma quân, chiến thắng được tử thần, với tinh cần tinh tấn, sanh đã được đoạn tận. Bậc đạo sĩ như vậy, hiểu thế gian diệu trí, đối với tất cả pháp không có gì xúc chạm.